Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, dù đã gây ra tội lỗi tày trời khi cướp đi sinh mạng của ba người, thế nhưng trước tiếng khóc nấc, đau xót của gia đình nạn nhân, thì lòng hận thù ngút ngàn trong hắn vẫn trỗi dậy. Đòi lấy thêm mạng người nữa. Những lời khai tàn nhẫn cùng khuôn mặt hung tợn một lần nữa, chẳng khác nào có thêm hàng vạn vết kim đâm thấu tim can gia đình người bị hại. Chân dung đối tượng man dợ này như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Đoàn Minh Hải sinh năm 1988, trú tại phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên, vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên án tử hình về tội giết người. Hải được xác định đã sát hại 3 người gồm chị Nguyễn Thùy Dương, sinh năm 1994, vợ cũ của Hải, và cha mẹ vợ là ông Nguyễn Cu, sinh năm 1962. Bà Lê Thị Liền, sinh năm 1964, gây rúng động dư luận cách đây hơn 2 tháng ở thị xã Đông Hòa. Trước khi sát hại 3 người, Hải là một đối tượng bất hảo ở địa phương với 5 biên bản xử lý vi phạm hành chính, các hành vi đánh nhau, gây thương tích, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự người khác và 2 tiền sự trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù khoảng 1 năm, Hải chung sống như vợ chồng với chị Dương và có một con chung. Theo người thân, chị Dương mặc dù đã có gia đình nhưng Hải không chí thú làm ăn. Chị Dương sau đó đã đoạn tuyệt với Hải, đưa đơn ra tòa, đề nghị xét xử không công nhận Hải và chị Dương là vợ chồng. Đề nghị của Dương được chấp nhận theo phán quyết của Tòa án Nhân dân thị xã Đông Hòa vào tháng 9 năm 2020, đồng thời tuyên giao con chung cho chị Dương nuôi dưỡng. Thời gian sau đó, Hải liên tục đến nhà chị Dương để quấy rối với các hành vi đánh gãy răng mẹ vợ và làm gãy 2 ngón tay vợ cũ. Nhưng do chưa có đủ tỷ lệ thương tích để xử lý hình sự, nên đối tượng này vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Nói về lời khai muốn gặp con nhưng bị cấm cản rồi ra tay giết người của Hải, anh Nguyễn Tuấn, anh trai chị Dương cho rằng muốn gặp con chỉ là cái cớ vì Hải thường xuyên đến nhà để đưa con gái về ông bà nội chơi nhiều hôm, chứ Dương không hề cấm cản. Anh Hiền cho rằng mục đích chính của Hải là muốn chị Dương về chung sống lại với mình. Anh Tuấn nói không có Dương ở nhà là nó chả thèm ra gặp con. Theo một cán bộ của Công an tỉnh Phú Yên tại địa phương, công an đang lập hồ sơ để đưa Hải đi trại giáo dưỡng bắt buộc vì hành vi đánh người. Khi hồ sơ chưa xong, vào ngày 28 tháng 5, Hải ra tay sát hại dã man vợ cũ cùng cha mẹ vợ. Tại phiên tòa xét xử mình, Hải đã manh động khi thấy Nguyễn Hiền, em trai vợ cũ. Hải gầm gừ hét lớn nhiều lần về phía Hiền, thằng kia tao giết mày. Tiếng hét cùng khuôn mặt dữ tợn của Hải khiến cả hội trường ngỡ ngàng, còn con gái của bị cáo tỏ ra sợ hãi và la khóc lớn. Đứng trước bục khai báo, Hải được hội đồng xét xử cũng như luật sư bào chữa cho bị cáo hỏi về sự ăn năn hối cải của bản thân sau khi giết 3 người. Hải bình tĩnh khai, chưa bao giờ cảm thấy day dứt về hành vi của mình, mà nói rằng vì những người đó, gieo thì phải gặt. Trái lại với sự hận thù của Hải, gia đình các bị hại không yêu cầu Hải và gia đình bồi thường bất kỳ thứ gì, dù đã được hội đồng xét xử và kiểm sát viên giải thích về quyền lợi nhiều lần, vì họ biết cha mẹ Hải cũng chẳng giàu có gì. Trong phần luận tội của đại diện viện kiểm sát cho rằng hành vi của Hải không chỉ gây hại đến bản thân của mình mà còn làm ảnh hưởng đến cha mẹ, người thân của Hải. Con gái của Hải lớn lên thiếu đi sự chăm sóc, yêu thương và dạy dỗ của cha mẹ. Viện kiểm sát nhận định trong con người Hải không còn tính người, không mất nhiều thời gian đắn đo suy nghĩ để thực hiện hành vi phạm tội, cố ý tước đoạt mạng sống của 3 người trong một gia đình. Đau lòng hơn, những người này Hải từng gọi là vợ, là cha mẹ, nhưng bị cáo vẫn ra tay tàn độc. Sau khi sát hại cả 3 người, bị cáo Hải vẫn chưa thỏa mãn mà đến nhà các nạn nhân để chờ phục giết anh Nguyễn Hiền. Viện kiểm sát nhấn mạnh tại phiên tòa bị cáo Hải không ăn năn hối cải mà còn lớn tiếng tiếp tục đòi lấy mạng anh Nguyễn Hát. Bị cáo không còn khả năng cải tạo để thành công dân tốt cho xã hội nên cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội mới đủ sức răn đe và phòng ngừa chung. Được nói lời sau cùng trước khi tuyên án, thay vì gửi gắm đến người thân, gia đình, Hải một lần nữa hét lớn: tòa tuyên tử 10 lần cũng được, nhưng tôi sẽ giết thằng Nguyễn Hiền. Hải náo loạn phiên tòa trong trạng thái đằng đằng sát khí. Trong khi đó, ở một góc của hội trường xử án, cha mẹ Hải với mái tóc sắp bạc trắng ngồi co rúm cúi mặt. Đôi lúc người cha này lén nhìn đứa con trai ngỗ nghịch mà ông bà phải cố gắng một đời để nuôi nấng. Cuối buổi trưa, Hải bị tòa tuyên mức án tử hình vì bị cáo không còn tính người, cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội. Nhận án tử, Hải được dẫn giải lên chiếc xe chuyên dụng màu trắng với khuôn mặt dữ tợn rồi rời đi. Cuối cùng, cuộc tình giữa Đoàn Minh Hải cũng dừng lại trong vô vàn mâu thuẫn. Đã có những lúc họ cho rằng có thể sống cùng nhau cả đời, nhưng đến cuối cùng trở thành người dưng xa lạ, chẳng một chút răng mắc.
Chẳng ai biết tình yêu Hải dành cho chị Dương nhiều như thế nào, sâu nặng đến đâu. Nhưng sự thật, hai người ở với nhau đã có một mặt con, nhưng giữa hai người vẫn chưa ràng buộc với nhau bằng tờ hôn thú. Nói cách khác, họ chỉ sống với nhau như vợ chồng. Đó là cuộc hôn nhân tự nguyện. Họ đã có với nhau một bé gái tên là Nguyễn Đoàn Khánh An, năm nay tròn 3 tuổi. Những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi trôi qua, bình yên cạn kiệt. Thay vào đó là những trận cãi vã kịch liệt, những mâu thuẫn nối dài. Họ quyết định đường ai nấy đi. Vào ngày 24 tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân thị xã Đông Hòa, Phú Yên xét xử không công nhận Hải và chị Dung là vợ chồng, giao cháu An cho chị Dung nuôi dưỡng. Đoàn Minh Hải có quyền nghĩa vụ thăm non con chung mà không ai được ngăn cản. Khi còn nghĩa còn tình, một cử chỉ ánh mắt cũng làm đối phương thiện chí. Khi tình cạn nghĩa phai, tất cả những gì của đối phương đều vì thế mà ngược mắt khó ưa. Hải cũng vậy. Hải có thể ghét bỏ mọi thứ, nhưng với con gái thì trước sau vẫn trọn vẹn một lòng yêu thương. Ngặt nỗi, Hải vốn tính cục xúc, lời nói ra cứ như ném đá tôn đầy chát chúa, thậm chí tay chân nhanh hơn lời, nên khiến cha mẹ và người thân của chị Dương ghét ra mặt. Họ không muốn con gái có liên quan, càng không muốn cháu mình dây dưa, tiếp xúc nhiều với một người cha không thiện tính. Và đó cũng chính là nguyên nhân làm cho mối quan hệ giữa gia đình vợ cũ và Hải luôn căng thẳng, căng đến ngưỡng đứt đoạn như bây giờ. Không chỉ người dân địa phương mà khắp mọi miền đất nước rúng động trước vụ án kinh hoàng. Ba người trong một gia đình bị sát hại. 5 ngày sau, hung thủ bị bắt, nội tình sự việc một lần nữa phơi bày. Cũng là vì mâu thuẫn, cũng là vì chuyện thăm con, Đoàn Minh Hải trở thành kẻ thù ác, xuống tay, tước đi một lúc ba mạng trong một gia đình vợ cũ. Ngày xét xử Hải, phiên tòa có rất đông người đến tham dự, trong đó có cả người thân bị hại. Người thân của Hải cũng có rất đông hàng xóm láng giềng. Những người theo dõi phiên tòa đều lắc đầu ngao ngán trước thái độ của Hải. Y bình tĩnh, không một chút hối lỗi, tất cả theo kiểu giết là đương nhiên. Cho nên dù biết bản thân đối diện với án tử, cũng bình chân như vậy. Điều duy nhất Hải quan tâm lúc này là đứa con gái có mặt trong phòng xử với tư cách là người làm chứng. Cũng vì có mối bận tâm nên nhiều lần Hải không để ý câu hỏi của hội đồng xét xử. Quá trình xét hỏi, người đàn ông máu lạnh này nhiều lần nói câu không ân hận việc đã sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ. Từ đầu đến cuối, Hải đều thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Đoàn Minh Hải cho rằng gia đình ông Cung không cho mình thăm con và còn xua đuổi, đánh nên đâm ra căm hận, quyết định sát hại cả nhà ông. Cuối cùng Hải bồi thêm một câu, nó ngăn tôi gặp con nên phải giết hết. Hải trước sau vẫn một nét mặt bình thản vô cùng. Hải luôn cho rằng nguyên nhân tất cả đều xuất phát từ gia đình nhà vợ, cho nên kết quả như vậy là đương nhiên. Đoàn Minh Hải khai, ở quê làm nông nghiệp và phụ hồ. Sau khi nên nghĩa vợ chồng với chị Dương, hai vợ chồng sống ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên, cách gia đình vợ khoảng 400 mét. Một năm sau họ có với nhau một bé gái. Tuy nhiên hôn nhân chưa bao lâu thì rạn nứt. Khi giữa Hải và gia đình vợ có nhiều mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã. Vài tháng sau sinh, vợ chồng tiếp tục xảy ra xung đột. Cùng với hiềm khích không thể hòa giải, họ quyết định ly hôn. Hải dành việc nuôi con nhưng không được. Người phụ nữ mang con gái về nhà cha mẹ sống. Nhiều lần Hải tới tỏ ý thăm con, muốn hàn gắn tình cảm, nhưng bị gia đình vợ cũ từ chối không cho gặp. Từ đó, Hải mới sinh ra bực tức, nảy sinh ý định sát hại cha mẹ cùng em trai của vợ cũ để trả thù. Và rồi án mạng đau lòng cũng xảy ra. Điều đáng nói, sau khi gây ra tội ác tại phiên tòa, bị cáo không những không tỏ ra ăn năn, day dứt về hành vi phạm tội của mình, mà còn la lối đòi đoạt mạng em vợ cũ. Tình yêu, tình thương cuối cùng chẳng còn đọng lại cho dù là ít ỏi. Thay vào đó là lòng hận thù ngút trời đã khiến cho Đoàn Minh Hải chỉ còn phần con đầy thú tính. Cho nên đến cuối cùng Hải vẫn không hề hối hận, một chút cũng không có. Vậy mới nói, hắn thực sự hết thuốc chữa, cũng chính là không còn khả năng giáo dục. Chỉ vì lòng hận thù của mình mà Hải đã cướp đi 3 mạng người và phải trả giá cho tội ác của mình bằng bản án cao nhất của pháp luật. Vụ án khép lại, có lẽ đau lòng nhất chính là đứa con của Hải, khi bỗng mồ côi cả cha lẫn mẹ và mang theo nỗi ám ảnh cha sát hại mẹ. Vụ án cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Đừng vì cơn nóng giận hay hận thù mà đẩy mình vào cơn bĩ cực của cuộc đời. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.